Good Hôm nay lại là chủ nhật, Tám đi lễ đây. Hôm nay thời tiết rất là mùa thu các bạn. Se se lạnh, rất là dễ thương. Hôm nay Tám ngủ quên nên trả cái em bé nhỏ dắt cái chó đi, dễ thương chưa. Gần 7 giờ Tám mới dậy luôn, mà 7 rưỡi là đi, 7 giờ ba mấy, 7 giờ 40 là đi, nên Tám không có mặc áo dài, Tám mặc áo ngắn. Trưa về em đi làm luôn, không có thay đồ nữa, cứ thế mà đi làm luôn. Sao cái nhà chỗ này họ cứ dọn vô dọn ra hoài. Nắng quá các bạn ơi, đi gần tới nhà thờ rồi mà nắng chiếu vô mặt. Sau một tuần Tám mới quay lại quay video, do là cái tuần này Tám lu bu quá, bận quá, thì sau một tuần thì tình hình cái nhà Airbnb của Tám như thế nào nè. Sau một tuần thì nói chung là kính phòng có một cái người khách, một cái ông Mỹ trắng, ông book phòng. Bữa Tám nói là ông có business trip á. Ông book phòng 4 đêm, ông trả tiền rồi, nhưng mà không biết vì lý do gì á, không biết ông có gặp cái vấn đề gì không, mà ông có tới, ông có ở, mà ông cũng có cancel. Ông vẫn để vậy thì mình vẫn để, mình chờ họ đó, mình vẫn để cho họ vì phòng đó của họ rồi. Nhưng mà 4 đêm trôi qua thì ông không có tới, mà tiền thì ông vẫn trả bình thường đó. Thì Tám không biết là ông gặp chuyện gì, hay là có cái công việc nó thay đổi cái hướng, hoặc là có sự thay đổi không đi hay sao. Nhưng mà Tám nghĩ có lẽ là cái số tiền nó không có lớn, mà chắc là ông để ông nghĩ là quá 24 tiếng để cancel đó, thì ông không có cancel. Nhưng mà ở trong cái đặc biệt cái Airbnb á, là mình có quyền thay đổi bất cứ lúc nào về cái lịch trình, kể cả chủ và khách cũng vậy, cũng có thể thay đổi ngày vô ngày ra. Hoặc là ví dụ như mình book 3 đêm mà công việc mình xong sớm thì mình có thể cancel một đêm và lấy tiền lại. Nhưng mà có thêm một cái nữa trong cái Airbnb á, là những người khách mà họ đã đăng ký, giống như họ đăng ký là thành viên của Airbnb, khách hàng á, khách thì họ có một profile trong đó. Ví dụ như mình, họ book phòng mình và mình có thể vô coi profile của họ, là trong lịch sử là họ đã từng thuê nhà Airbnb trước đây là nó có hết. Như họ đã tham gia Airbnb, họ đi chơi hoặc là đi công việc gì đó, họ ở lại Airbnb á, thì có hết. Họ có để trong đó là từ năm nào, rồi những người host, tức là những người mà cho thuê nhà giống như Tám là host, còn khách hàng là guest, thì những người host đó họ có những cái review, họ có những cái viết cái bình luận cho guest, cho khách hàng, và khách hàng cũng viết để lại review cho cái host, cho cái nhà mà họ ở, cho cái chất lượng phục vụ cũng như thái độ phục vụ đó. Thì tức là ở trong cái app Airbnb thì khách hàng cư trú, lưu trú và lại người phục vụ, người chủ có cái sự review qua lại với nhau. Cái người khách á, họ được những cái review tốt á, thì lần sau họ book phòng ở bất cứ cái Airbnb nào thì vẫn có cái điểm
điểm cộng hơn cho người chủ chọn khách mà. Tại vì mình làm cái này là khách sẽ ở chung với mình, cho nên mình có quyền chọn lựa người vô ở chung trong nhà với mình. Thì Tám đi ra Tám làm được, Tám học được một số cái bài học, và cũng như mình chịu khó làm cái Airbnb này á, mình phải biết chút tiếng Anh để chi. Ở trong cái Airbnb nó có rất là nhiều cái tiêu đề, rất là nhiều nội dung, mình phải đọc nó để mình hiểu. Nếu có những vấn đề gì không an toàn xảy ra thì cách xử lý như thế nào, luôn luôn Airbnb sẽ đồng hành hỗ trợ cho mình, giúp cho mình giải quyết mọi vấn đề rắc rối tranh chấp, sự cố khủng hoảng xảy ra. Rồi ở quanh mình, ở gần chỗ mình cũng có những cái người host, tức là những cái những người host nghĩa là những người đã có kinh nghiệm kinh doanh về Airbnb thành công, thì họ cũng chỉ nhau. Nó có một cái team, một cái đội là chia sẻ giúp đỡ nhau á. Cho nên là mình, nếu mình tham gia được chỗ đó thì nó cũng có những cái hội họp rồi cũng vui, nhưng mà nhiều khi cái ngôn ngữ mình nó không có, tiếng Anh mình không tốt thì mình ngại, nhưng mà mới đầu thì mình chưa tham gia, nhưng mà về lâu dài thì có lẽ mình cũng sẽ tham gia, thì nó có những cái kinh nghiệm chia sẻ cùng nhau để luôn luôn tắm giờ tắm vô tắm làm tắm hiểu là Airbnb luôn luôn ủng hộ cái người mà người chủ có nhà cho thuê Airbnb. Họ luôn luôn support mình, họ luôn luôn bên cạnh mình để cùng đồng hành với mình. Cho nên là giờ Tám hiểu là mình có quyền chọn khách, và khi khách đặt phòng mình có thể vô coi cái giống như cái profile, tức là cái mà thông tin cá nhân hoặc những review về họ từ người chủ cho thuê nhà đó. Thì bây giờ mình ra làm thì mỗi ngày, mỗi đợt, mỗi cái trường hợp là mình học thêm được một bài học đó các bạn. Mình học mỗi ngày và mình chịu khó phải đọc hết các luật lệ, các quyền lợi của mình trong đó để mình tự bảo vệ cho mình, và mình bảo vệ cho cái tài sản của mình, cũng như mình bảo vệ cho cái business của mình. Bây giờ Tám tới nhà thờ rồi, Tám đi xuống hội trường để Tám mua đồ ăn rồi xong mà Tám vô nhà thờ đi lễ. Nay nhà thờ chuẩn bị hội chợ tuần tới nên họ dựng lều lên để cho hội chợ tuần tới, nhìn đẹp không? Dây băng rôn tùm lum hết. Dần sớm Tám tranh thủ chạy ra cái chợ chùm hổm một cái. Ra đây mua rau, mua mực lẹ. Không biết xa ta gửi đó hay sao. Hãy ra coi ngoài này buôn bán làm sao ngoài này. Trời, văng dây mà lum la vậy. Không cho đậu xe, không cho bán ở cái bên này luôn nè. Cũng còn chừa chỗ cho ta bán nè. Ai kia nói chuyện nhiều ông sùm rồi đó. Không. Chỗ này ông này bán cái gì đây? Mốt bán đậm cái mốt. Mấy đồng? Đồng trái hả? Cái này hết, cái này nhiêu? Ok, trời ơi, ngon chưa? Giỏi. Trời, cái tía tô Nhật đã hả? Tốt dữ vậy đó hả? Trời ơi, nó ngon dễ sợ không trời. Lấy cho em luôn đi. Để em cơm có tiền lẻ em trả cho anh không chứ. Cái ổ qua này bán làm sao? Là 5 đồng. 5 đồng sao? 5 đồng một bịch đó hả? Hả? Dạ. Lấy cho em một bịch đi. Trời, nó muốn đã chưa nè. Trồng giỏi quá. Trời ơi, nhà này bán mướp bự vậy hả? Người đẹp. Trời, bên đây chị bán mướp bình đồng lum nè. Để lại lấy đồ chứ, để hết đồ ăn rồi. Còn mực gì không? Cho em chị mới biết. Mình đi lẹ cái mình đi vô, mình đi lễ. Lâu ghê nên mới quay lại. Hết hồn à. Trời, ở đây nó trồng giỏi trời, trồng ngò ôm giỏi chưa. Ủa, ở đây em bán trong chậu hả? Cái gì trong này vậy? Bó hả? Trời, để đứng như cái chậu cây vậy.
Trời trồng hay quá trời luôn. Sao mà trồng giỏi vậy trời. Ban đêm thì nó mới đẹp, còn ban ngày cái nó nở ra hết trơn rồi, ban đêm nó búp 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 lại vậy. Đã quá à. Sao mà giỏi dữ vậy? Ông xã mình trồng đó, mình có trồng đâu. Nhưng mà mua về làm gì ta? Mình làm, mình đi làm hết giờ rồi. Ổng làm giỏi quá ha. Ổng làm không chậm không. Mình đi làm từ sáng tới chiều 6 giờ là gửi là phải ra khỏi nhà tới 6 giờ. Làm bệnh viện mà. Ngon quá ha. À, mua anh tí cho vui với em đi. Mua hai cái này mấy đồng cái vậy? Trời ơi quá ngon luôn. Thôi. Có lá này lá gì? Lá chùm ngay. Chùm ngay xay uống cho đẹp da. Còn cái này mấy đồng? Đồng bó. Trời ơi, ngon quá. Là 3 đồng. Uh-huh. Cái này ở đâu nhiều vậy? Có, mình làm nha. Trời ơi, cô này giỏi quá rồi thôi, chứ giàu chứ khá gì nổi. Giàu đâu không thấy. Trời, con nó phải học mới ra trường mới được. Dạ. Yeah. Nó mình giờ học nó tốn tiền nhiều quá, nó tốn tiền mà nó mướn nhà, xong rồi nó đi intern rồi này kia, nó phải chạy đi xa ở, nó mướn nữa. Phải giữ chỗ hết cho nó. À. Tối chị 2 đồng. Mua ngừng chút cho vui. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, phóng viên giờ mới thấy. Lâu ghê, mấy nay mới gặp ha. Mua gì không? Chắc phải mua gì chứ để bà buồn, bà trách hơn tôi nữa. Tôi đi chợ là tôi phải mua cho mấy người một chút. Lấy ra muốn mấy đồng vậy? 2 đồng. Em lấy ra muốn. Lấy 2 bó ra muốn đi. 4 bó đi. Để tiền không nè. Lấy em 2 bó đó đi, lẹ lẹ. Cứ từ từ. Không có từ từ gì hết á. Thôi bây giờ em đi rồi, em đâu có ở đây. Em đi lên nó tìm chiều mới về. Làm sao? Không có giảm giá hả? Không có chương trình giảm giá. Em đã, em nói em đi, em không có ở đây. Sao có lẹ lẹ đâu ra vậy? Vậy hả? Cho thêm vô hả? Lấy. Giờ đưa tiền chiều ghé lấy. Rồi trời ơi, giờ không biết sách nổi vô trong tết xe đậu không? Được hay không? Sáng mới tốt. Nè anh, 4 đồng nè. Rồi, cảm ơn. Nè. Rồi nó lên nhạc rồi đó, thấy không? Lấy con muốn giống vậy nè, để em bào được, em cần con muốn bào. Bào thôi, đừng có lấy uống vậy. Không. Non quá thì sợ chê. Đây là cái cọng nó phải cứng cứng, thẳng thẳng á. Trời ơi, đây nó bán đủ thứ. Nhưng mà bây giờ không có thời gian nữa rồi, phải chạy vô. Không. Chợ ở đây bán vui chứ. Sao chợ này nhiều rau đã ghê ta. Trời mát cái rau nhiều đã ghê. Thôi đi vô để cầm không hết. Tay đâu cầm. Ok bà nha. Đi lại coi đồ mình nằm ở đâu. Phải bỏ máy xuống mới cầm được đồ. Thank you.
Nhiều lầm lỗi ai đã gây.
nắng nhưng mà tôi có múa là tôi có gió, nhưng mà tôi nhìn thấy tay anh thì thấy rất là tội nghiệp, nhưng mà tôi thấy tay rất là hy sinh, nắng mưa nắng gió cái gì cũng cố gắng không bao giờ mà từ nay cùng mọi người chúng tôi cảm ơn anh và chúng tôi cầu chúc cho các anh được mạnh khỏe rồi các anh khi làm việc thì được tiếp cận mạnh trên thành đi kế đây cho và quan trọng hơn nữa xin các anh coi đây là sứ vụ đang phục vụ Chúa để cho khi mà chúng ta phục vụ như vậy thì chúng ta được tăng cường lòng mến Chúa và hài xin Thiên Chúa và Thiên Thần an cho các anh và gia đình chúng tôi cầu nguyện cho các anh và chúng tôi cầu chúc cho các anh được mọi sự bình an nhất là trong cái việc hội chợ rồi thu sắc những ngày sắp tới rất là vất vả rất là nhiều khê biết là anh vất vả chúng tôi cảm ơn anh và chúng tôi mong rằng các anh cũng được mọi sự bình an trong những ngày tới một lần nữa chúng tôi và con cái xin phép được nhất là thứ Yeah.